Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã làm việc với huyện Bảo Lâm về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống thiên tai, cấp nước sinh hoạt và công tác quản lý bảo vệ rừng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm và các phòng ban chức năng các xã thị trấn của huyện. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, năm 2023 tổng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 42,3 tỷ đồng, được đầu tư cho 45 công trình dự án. Đến nay, khối lượng đã thực hiện và giải ngân là 29,1 tỷ đồng, bằng 68,8% kế hoạch vốn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng 60% kế hoạch vốn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới bằng 73% kế hoạch vốn. Đối với công tác phòng chống thiên tai trong 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 11 vụ thiên tai gây thiệt hại trên 17,7 tỷ đồng, không gây thiệt hại về người. Trong đó có 12 vị trí trên địa bàn 7 xã bị ngập lụt. Huyện đã di dời 145 hộ dân, 6 điểm trên địa bàn 3 xã, có nguy cơ sạt lở và 18 điểm sạt lở. Cũng trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022. Khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 85,8 mét khối, diện tích thiệt hại giảm 7.769 mét vuông. Đến nay đã xử lý 2 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 214 triệu đồng. Đặc biệt, trong tháng 7 đã xảy ra vụ việc ken gốc thông đổ hóa chất, triệt hạ rừng thông tại hai xã Lộc Phú và Lộc Ngãi. Các vụ triệt hạ rừng thông đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Song song đó, các đơn vị chủ rừng đã tổ chức giải tỏa cây trồng vật kiến trúc, lấn chiếm trái phép trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 17,62 ha, cùng nhiều công trình vật kiến trúc lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Trên địa bàn huyện có 48 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, trong đó có 2 công trình cấp nước tự chảy, 46 công trình giếng khoan cấp nước cho 3.015 hộ gia đình, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Qua rà soát trong 48 công trình, có 20 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đã bị hư hỏng xuống cấp, với nhu cầu kinh phí sửa chữa khắc phục khoảng 7,6 tỷ đồng. Đại diện các sở ngành của tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã đánh giá cụ thể về những kết quả mà huyện Bảo Lâm đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn tồn tại trên từng lĩnh vực cụ thể, để huyện Bảo Lâm khắc phục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao những kết quả nỗ lực mà huyện Bảo Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó biểu dương huyện Bảo Lâm thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng, phân tuyến, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian đèo Bảo Lộc xảy ra sự cố. Sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ người dân khắc phục ngập lụt, sạt lở đất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Bảo Lâm và các sở ngành của tỉnh phối hợp tập trung các giải pháp đầu tư cân đối nguồn ngân sách để tiếp tục triển khai các công trình nước sạch, nhà ở và các công trình phúc lợi xã hội khác. Đồng thời bố trí đất sản xuất đảm bảo cuộc sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc phá rừng, triển khai cam kết với người dân có đất sản xuất giáp rừng để bảo vệ rừng có hiệu quả, đầu tư hệ thống camera tại các khu vực điểm nóng để quản lý bảo vệ rừng. Đối với công tác phòng chống thiên tai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất, phân công trách nhiệm rõ hơn đối với cấp cơ sở, có phương án di dời dân trong vùng có nguy cơ sạt trượt. Song song đó thực hiện quan trắc, cảnh báo và đánh giá kỹ các điểm có nguy cơ. Trong đó ưu tiên số 1 đối với cống ngầm trên quốc lộ 55 qua xã Lộc Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cũng đã kiểm tra thực tế tại công trình giếng khoan tại thôn 1 xã Bờ Lá, công trình hệ thống nước tự chảy tại thôn 2 xã Lộc Lâm, tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Lộc Ngãi, cống ngầm trên quốc lộ 55 qua xã Lộc Nam và trường tiểu học Nguyễn Khuyến xã Lộc Thành. Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Ngọc Phúc cũng đã chỉ đạo huyện Bảo Lâm cùng các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục kiểm tra duy tu bảo dưỡng, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô, có giải pháp đề xuất mở rộng một số đoạn trên tuyến tỉnh lộ 725 qua xã Lộc Ngãi, giảm tải cho quốc lộ 20. Đối với cống ngầm trên quốc lộ 55, thôn 6 xã Lộc Nam ngập sâu cục bộ khi mưa lớn kéo dài, cần có đánh giá đề xuất kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có phương án chống ngập đảm bảo giao thông thông suốt. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Bảo Lâm xem xét xử lý tốt 6 điểm nguy cơ sạt lở, đặc biệt tại trường tiểu học Nguyễn Khuyến xã Lộc Thành vừa mới xây dựng nhưng đang xảy ra tình trạng sạt lở sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh, giáo viên trong thời gian tới. Trước đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Văn Thảo, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Bảo Lâm.